Trong 24 giờ qua, hơn 3.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực Kursk ở miền Tây nước Nga, nơi đang hứng chịu cuộc tấn công liên tục của quân đội Ukraine. Trước đó, vào ngày 17 tháng 8, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga thông báo hơn 10.000 cư dân tại vùng Kursk đã được sơ tán và hiện đang ở lại những trung tâm lưu trú tạm thời ở các khu vực khác của nước này. Cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga ở khu vực Kursk, giáp biên giới với Ukraine của lực lượng Kiev đã dẫn đến việc sơ tán hơn 120.000 cư dân tại đây. Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công xâm nhập vào vùng Kursk của Nga. Lực lượng của Kiev đã chiếm giữ một số ngôi làng, bắt giữ hàng trăm tù nhân và buộc hàng chục nghìn dân thường phải sơ tán trong cuộc tấn công lớn nhất vào Nga kể từ Thế chiến II. Trong hơn một tuần giao tranh, quân đội Nga vẫn đang tiếp tục nỗ lực nhằm đẩy lui lực lượng của Ukraine. Chính quyền Kiev kỳ vọng rằng cuộc tấn công bất ngờ vào lãnh thổ của Moscow này bắt đầu vào ngày 6 tháng 8 sẽ thay đổi cục diện của cuộc xung đột Nga-Ukraine kéo dài hơn hai năm qua. Tuy nhiên, giới chức Ukraine đã nhiều lần khẳng định rằng mục đích của chiến dịch tấn công ở khu vực Kursk không phải là để chiếm đóng Nga. Một trong những trợ lý cấp cao của Tổng thống Ukraine Zelensky, Mikhailo Podolyak, cho biết trên mạng xã hội X vào ngày 16 tháng 8, Ukraine không quan tâm tới việc chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Nga. Trong cuộc tấn công ở khu vực Kursk, chúng ta có thể thấy rõ cách thiết bị quân sự đang được sử dụng một cách khách quan, qua đó thuyết phục Nga tham gia vào một quá trình đàm phán công bằng. Lữ đoàn xung kích đường không số 80 Ukraine ngày 18 tháng 8 thông báo đơn vị này đã tịch thu một xe tăng T-90M Pro Ripa của đối phương trong cuộc tấn công diễn ra tại tỉnh Kursk của Nga. Video đăng kèm cho thấy chiếc xe còn khá nguyên vẹn và đã được lữ đoàn 80 sơn hình tam giác màu trắng, biểu tượng của quân đội nước này trong chiến dịch ở tỉnh Kursk lên một số chỗ. Binh sĩ Ukraine trong video cho biết lữ đoàn tịch thu được chiếc T-90M trong một lần đột kích vào phía sau phòng tuyến của lực lượng Nga, nơi họ được giao nhiệm vụ quét sạch các vị trí của kẻ địch. Trong lúc đột kích, các quân nhân Ukraine phát hiện lính Nga đang tìm cách khởi động chiếc xe tăng nhưng không thành công, buộc phải bỏ lại nó khi tháo chạy. Sau khi tịch thu chiếc T-90M, lực lượng Ukraine nhận thấy lý do quân nhân Nga không thể khiến xe hoạt động là vì ác quy đã cạn sạch điện. Họ thay ác quy cho chiếc xe tăng và khởi động nó thành công sau 10 lần thử, rồi lái phương tiện này về căn cứ với tư cách chiến lợi phẩm. Chiếc T-90M được lưỡng đoàn 80 gọi là Pirozok, tên một loại bánh truyền thống của Nga và Ukraine. Tổ vận hành mới cho biết họ không thích chiếc xe lắm vì nó có hệ thống điều khiển nặng nề, phải dùng cần gạt để xoay thân xe. Quân nhân của lữ đoàn 80 cho hay, rất khó để lái nó, không thể xoay tháp pháo như mong muốn, cần lái thì giống như trên xe tải GAZ-66, CCK, ngồi cũng khó nữa. Nói chung tổ lái mới không hài lòng với chiếc xe. T-90M Pro Rip 3 là phiên bản nâng cấp sâu của xe tăng chủ lực T-90A được ứng dụng nhiều công nghệ mới phát triển trên nền tảng mẫu T-90MS dành cho xuất khẩu. Nó được coi là mẫu xe tăng hiện đại nhất của quân đội Nga hiện nay trong bối cảnh dòng T-14 Armata thế hệ mới chưa được biên chế đại trả. Trong chuyến thăm của nhà máy tập đoàn Uran và Zavod hồi tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi T-90M là xe tăng tốt nhất thế giới. Trước đó, lính Ukraine cũng nhiều lần chê các mẫu xe tăng đời mới của Nga sau khi tịch thu từ đối phương. Họ cho rằng các thiết bị trên xe và hệ thống điều khiển hỏa lực của chúng có độ tin cậy thấp, dù đã được hiện đại hóa. Quân đội Ukraine tiến vào tỉnh Kursk của Nga sáng ngày 6 tháng 8 và đã kiểm soát 1.150 km vùng lãnh thổ cùng 82 khu dân cư tại vùng này, theo số liệu của Kiev. Trong khi đó, Nga tuyên bố lực lượng Ukraine đã hứng chịu thiệt hại nặng trong chiến dịch, tổn thất tổng cộng hơn 3.460 quân nhân, 50 xe tăng, 25 xe chiến đấu bộ binh, 45 thiết giáp trưởng quân cùng nhiều phương tiện, vũ khí khác. Lực lượng phòng vệ Ukraine đã chiếm được Abanasovka, Snagos, Ochuba và tiến vào Onkopka ở tỉnh Kurs của Nga vào ngày 18 tháng 8. Ngoài ra, quân Nga còn tiến gần các khu định cư Pichane, Skukne, Mikolaivka, Zalinianske, Novozelane ở Nelipipka và New York ở tỉnh Donetsk. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK ngày 18 tháng 8 cho biết, lực lượng Ukraine tiếp tục tiến dọc theo toàn bộ đường liên lạc ở tỉnh Kursk của Nga vào ngày 18 tháng 8 và đã đạt được một số tiến bộ về phía đông nam thị trấn Susa. Các nhà phân tích quân sự báo cáo rằng các video định vị địa lý được công bố ngày 17 tháng 8 cho thấy quân đội Nga tấn công một xe bọc thép của Ukraine ở phía bắc Martinovka, phía đông bắc Susa, cho thấy lực lượng Ukraine gần đây đã tiến tới đó. Một blogger quân sự Nga tuyên bố vào ngày 18 tháng 8 rằng lực lượng Ukraine đã chiếm được cho Iskoye, phía nam Korenevo và cách biên giới khoảng 2 km và tiến vào Semenovka, phía bắc Sosa và cách biên giới khoảng 24 km. Đoạn phim định vị địa lý được công bố vào ngày 17 và 18 tháng 8 cho thấy các lực lượng Ukraine tiếp tục hoạt động trong phạm vi tối đa được tuyên bố là cuộc tiến quân của Ukraine ở tỉnh Kursk. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận ngày 18 tháng 8 khi quân đội Kiev cho nổ tung cây cầu thứ hai ở khu vực biên giới Nga. Cuộc thâm nhập của Ukraine và tỉnh Kursk nhằm mục đích tạo ra một vùng đệm để ngăn chặn các cuộc tấn công xuyên biên giới của lực lượng Moscow. Lực lượng Ukraine đang tiến về phía trước tại khu vực Kursk của Nga trong bối cảnh giao tranh ác liệt sau khi họ phát động chiến dịch quân sự bất ngờ từ ngày 6 tháng 8. Cuộc tấn công Kursk đã khiến Nga phải vật lộn để bảo vệ lãnh thổ ở biên giới giáp Ukraine. Kiev dường như đặt ra nhiều mục đích với cuộc đột kích lần này, từ việc nâng cao tinh thần sau vài tháng căng thẳng cho đến việc phân tán nguồn lực của Nga và cũng có thể là giúp Ukraine có thêm vị thế trong các cuộc đàm phán có thể diễn ra sau này. Tổng thống Zelensky hôm 18 tháng 8 nhấn mạnh những tổn thất đối với quân đội Nga, nhà nước Nga, tổ hợp công nghiệp quân sự và nền kinh tế của họ đều giúp ngăn chặn chiến tranh mở rộng và đưa chúng ta đến gần hơn với một kết thúc công bằng trong cuộc xung đột này. Theo ông Zelensky, vị trí của Kiev tại Kursk đang trở nên vững chắc hơn sau khi quân đội Ukraine ngày càng tiến sâu vào khu vực này. Kiev cho biết họ kiểm soát gần 1.000 km vuông lãnh thổ Nga và cả hai bên đều kêu gọi người dân sơ tán khỏi những khu vực đang diễn ra giao tranh ác liệt. Chỉ trong 3 ngày, việc Ukraine liên tiếp phá hủy hai cây cầu khuyết mạch ở Kursk sau vụ đánh sập đầu tiên hôm 16 tháng 8 là một phần trong nỗ lực làm tê liệt năng lực hậu cần của Moscow và phá vỡ các tuyến đường tiếp tế. Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Ukraine đã sử dụng tên lửa phương Tây để thực hiện cuộc tấn công đó, có khả năng là khi mà S do Mỹ sản xuất. Theo tuyên bố của các quan chức quân đội Ukraine, lực lượng của Kiev đã kiểm soát hoàn toàn thị trấn xa vào cuối tuần trước và thành lập một văn phòng chỉ huy quân sự tại đó. Hôm 18 tháng 8, lực lượng vũ trang Ukraine công bố video ghi cảnh hệ thống phun lửa Sivanka của họ đang tác chiến chủ động trên hướng Kursk. Nga dường như đã chuyển hướng rút bớt hàng nghìn quân khỏi tiền tuyến chiến đấu ở Ukraine trong nỗ lực chặn đứng các cuộc tiến công ở Kursk. Trong khi mọi sự tập trung đổ dồn vào tỉnh Kursk, quân đội Nga đang tiến gần hơn tới thành phố Pokrov ở vùng Donetsk, nơi đóng vai trò là trung tâm chính của quân đội Ukraina vì dễ dàng tiếp cận thị trấn Kostian Tinipka, một trung tâm quân sự khác. Ukraina sử dụng con đường nối liền hai nơi này để tiếp tế cho tiền tuyến và giảm thiểu thương vong. Ông Serhiy Dobryak, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Pokrov, cho biết hôm 18 tháng 8, quân đội Nga đã ở cách vùng ngoại ô thị trấn tới 11 km. Tổng thống Zelensky cho biết thêm, mỗi thị trấn ở vùng Donetsk đều có một đơn vị chiến đấu được phân công và các kế hoạch phòng thủ đã được xây dựng. Chúng tôi đang hợp tác với quân đội để xây dựng các công sự. Đây là một quá trình liên tục, đồng thời thể hiện quyết tâm làm mọi cách để giữ vững các vị trí trong bối cảnh hàng chục cuộc tấn công của Nga đang nhằm vào tiền tuyến ở Donetsk. Việc sơ tán dân thường khỏi Pokrov đã được đẩy mạnh. Chỉ riêng trong tuần qua, gần 1.800 người đã được sơ tán khỏi thành phố. Cho đến gần đây, 450-500 cư dân được sơ tán mỗi tháng. Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk hôm 18 tháng 8 đã kêu gọi người dân Pokrov và các khu định cư khác ở ngay gần tiền tuyến sơ tán và rời đi đến những vùng an toàn hơn. Giao tranh dữ dội đang diễn ra xung quanh các ngôi làng Pipnikne và Saline ở Donetsk, cách Pokrov khoảng 64 km về phía đông, nơi lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công lớn vào sáng ngày 18 tháng 8. Trong tuần qua, Nga đã sử dụng hơn 40 tên lửa, 750 bom dẫn đường và 200 máy bay không người lái tấn công vào các thành phố và làng mạc của Ukraine, Tổng thống Zelensky cho biết. Tướng Oleksandr Sisky, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, báo cáo với ông Zelensky những người lính của chúng ta đang làm rất tốt trên mọi mặt trận, nhưng ông cũng kêu gọi đồng thời các đối tác phương Tây của Ukraine, bao gồm Mỹ, Anh và Pháp, để nhanh việc cung cấp vũ khí cho Kiev. Hãng thông tấn Sputnik ngày 19 tháng 8 đưa tin, lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn đối với thị trấn New York, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, theo hãng thông tấn Nga, trong nhiều năm qua, Ukraine đã xây dựng tại đây những phòng tuyến mạnh mẽ để che chắn hướng tiến công, biến thị trấn này thành một pháo đài. Vì vậy, việc giành được quyền kiểm soát New York đóng vai trò rất quan trọng đối với lực lượng vũ trang Nga. Theo trang tin Top qua Nga, tính tới ngày 17 tháng 8, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát 90% thị trấn, 10% còn lại do Ukraine nắm giữ. Tới ngày 18 tháng 8, các nhóm tấn công của lực lượng Nga đã loại bỏ tàn quân Ukraine và đẩy lùi đối phương ra khỏi thị trấn. Sau khi giành quyền kiểm soát New York, lực lượng Nga đang bắt đầu các đợt tấn công vào Nelepovka, khu định cư nằm giữa Nogorovskoye và Torres truyền thông ukraina cũng đã loan tin về việc thị trấn new york nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng nga tờ Ukraina Ukraine tối ngày 18 tháng 8 cho biết, các kênh Telegram do quân đội Ukraina điều hành đã báo đi thông tin lực lượng Nga giành quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn New York. Bản đồ chiến sự do các kênh này công bố cho thấy, chỉ còn một phần rất nhỏ của thị trấn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang Ukraina. Trong khi đó, theo tạp chí tin tức Focus Ukraina thông qua kênh Telegram chính thức, lữ đoàn không vận độc lập số 46 của Ukraina đã thông báo về việc lực lượng Nga giành quyền kiểm soát thị trấn New York thông báo của lữ đoàn 46 cho hay. Thật không may, New York đã kết thúc, thị trấn đã bị chiếm giữ. Focus dẫn thông tin tới các binh sĩ Lữ đoàn 46 cho biết thêm, lực lượng Nga đã tiến vào vùng ngoại ô Torres từ hai hướng. Họ đã tiếp cận các thành phố Grodoka, Novogrodoka và đã chiếm được các thị trấn New York cũng như Krasnogorovka. Ngoài ra, theo các binh sĩ này, một mối đe dọa mới đã xuất hiện khi lực lượng Ukraine bị Nga vây khám ở cả hai bên bờ Tây và Đông của sông Volchia. Lực lượng Nga sau khi tiến ra khỏi quốc lộ Konstantinovka Uleda đã bắt đầu tiến vòng qua Uleda từ phía Đông Bắc. lữ đoàn 46 cho hay, lực lượng của đối phương đang lan rộng khắp khu vực, tốc độ tiến quân rất nhanh, hiện khả năng tấn công của họ ở đây không bị giới hạn bởi sức chống cự của chúng tôi mà chỉ phụ thuộc vào lực lượng dự bị của họ mà thôi. Cũng theo Focus, thông tin về việc Nga giành quyền kiểm soát New York đã được một trung úy quân đội Ukraine có biển xanh Alex xác nhận. Viên trung úy nói, thật không may điều đó đúng với New York. Trước đó, hôm 12 tháng 8, hãng thông tấn TASS Nga dẫn lời ông Igor Kimakovsky, cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng DPR, thông báo, nhóm quân Ukraine giữa Torres và New York, tỉnh Donetsk đã bị bao vây. Theo nội dung đăng tải trên tờ Financial Times cùng ngày về cuộc trò chuyện giữa nhà báo chiến trường người Mỹ Christopher Miller với các thành viên lực lượng vũ trang Nga đang tham chiến tại Kursk, nhiều binh sĩ cũng bày tỏ lo ngại rằng chiến dịch tấn công vào Kursk sẽ khiến Ukraine trả giá bằng các thành phố ở Donetsk. Một quân nhân với biển danh Denis nói New York sẽ bị chiếm giữ 100%, ông đồng thời dự đoán lực lượng Nga có khả năng chiếm cải Chasipya và Torres mở đường tiến công Torres Chasipia. New York hay New York nằm ngay phía nam thành phố Torres và là điểm tựa quan trọng trong thế trận đang bị bao vây của Ukraine sau khi Kiev rút quân khỏi Abdiivka vào tháng 2 năm nay. Theo tạp chí Newsweek Mỹ, do mục tiêu lớn tiếp theo của Nga hiện nay là thành phố Chasipia, nên việc Ukraine để mất Torres và New York, hai địa điểm cách Chasipia 15-17 dặm về phía nam, sẽ tạo ra mối đe dọa lớn đối với sườn phía nam thành phố này. Smolnik cho biết, trong 8 năm xung đột ở Donbass và 2 năm rưỡi chiến dịch quân sự đặc biệt SVO, quân đội Ukraine luôn sử dụng New York để pháo kích Goloka, thành phố tại Donetsk, nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Do đó, việc giành quyền kiểm soát New York sẽ giúp Nga loại bỏ một mối đe dọa đối với Goloka, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc tấn công của Nga vào thành phố Torres lân cận thành công ở khu vực này cũng sẽ cải thiện vị trí của lực lượng nga trong cuộc tiến công vào chasipia mở đường trực tiếp tới constantinopka thành phố công nghiệp ở donetsk và mở ra cơ hội tấn công vào khu vực tập trung slavian và Kramatorsk. Hãng thông tấn nga cho biết thêm rằng ngoài new york quân đội nga cũng đang tiến về hướng pokrov theo truyền thông ukraina trong ba ngày qua quân đội nga đã giành quyền kiểm soát nhiều khu định cư cùng lúc và chính quyền ukraina đã phải ra lệnh sơ tán tại selidovo pokrov và minokras theo giới chuyên gia, hiện chưa rõ Ukraine có thể ngăn chặn những cuộc đột phá của lực lượng Nga như thế nào, trong bối cảnh nhiều đơn vị được huấn luyện bài bản của Kiev đã được điều động tham gia vào chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của Nga. Lực lượng vũ trang Ukraine AFU đã bắt đầu chuẩn bị một cuộc tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Kurs NPP có thể dẫn đến một thảm họa nhân tạo quy mô lớn ở châu Âu. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã cảnh báo về điều này. Bà Zakharova cũng kêu gọi Liên Hợp Quốc, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA và các tổ chức khác lên án các hành động khiêu khích do Ukraine đang chuẩn bị. Nhà ngoại giao Nga nhắc lại rằng những hành động như vậy không chỉ gây ra mối đe dọa cho các nhà máy hạt nhân, mà còn đe dọa các quy định của IAEA về an toàn hạt nhân. Bà Zakharova tuyên bố, toàn bộ cộng đồng quốc tế phải hiểu mối nguy hiểm mà chính quyền Kiev có thể gây ra cho lục địa châu Âu. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, các nỗ lực đe dọa và khủng bố chống lại khu vực và cộng đồng quốc tế phải được ngăn chặn một cách dứt khoát thông qua những nỗ lực chung. Liên quan tới vấn đề này, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố nếu nhà máy điện hạt nhân Kursk bị tấn công, hành động trả đũa độ cứng rắn sẽ được đáp trả nhằm vào Kiev. Mục đích hành động khiêu khích của Ukraine là cáo buộc Nga tự bắn cơ sở hạt nhân của mình nhằm tạo cơ sở cho việc tấn công các cơ sở năng lượng hạt nhân của Ukraine, đồng thời coi hành động của phía Ukraine nếu thực hiện là vi phạm Công ước Quốc tế của Liên Hợp Quốc về ngăn chặn các hành vi khủng bố hạt nhân. Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo, nếu chính quyền Kiev bắt đầu thực hiện các kế hoạch tội phạm nhằm tạo ra thảm họa hạt nhân ở khu vực châu Âu với vùng ô nhiễm phóng xạ rộng lớn, các biện pháp quân sự cứng rắn sẽ ngay lập tức được thực hiện để đáp trả. Tổng giám đốc tập đoàn Rosatom Alexei Likachev cho biết trong cuộc trò chuyện với Chủ tịch IAEA Rafael Grossi rằng tình hình xung quanh nhà máy điện hạt nhân Kursk tiếp tục xấu đi do hành động của Ukraine. Ông Likachev lưu ý rằng hành động của quân đội Ukraine làm suy yếu các quy định của IAEA về an toàn hạt nhân, đồng thời mời lãnh đạo IAEA đến thăm nhà máy điện hạt nhân Kurs và thị trấn vệ tinh Kuchatov. Về phần mình, ông Grossi bày tỏ sẵn sàng tham gia đánh giá tình hình xung quanh nhà máy điện hạt nhân Kurs. Một trong những mục tiêu để ép kiểm soát khu vực Kursk là tạo ra vùng đệm trên lãnh thổ Nga. Đó là tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố trong thông điệp video phát tối ngày 18 tháng 8. Ông Zelensky cũng kêu gọi các đối tác phương Tây và Mỹ nhanh chóng cung cấp hỗ trợ quân sự cho quân đội nước này. Ông Zelensky tuyên bố, đối với việc viện trợ quân sự, các đối tác của chúng tôi cần phải tăng tốc, chúng tôi thực sự cần điều này, chiến tranh không có ngày nghỉ. Các đối tác phương Tây cần phải thiết lập hệ thống hậu cần và viện trợ kịp thời để cung cấp vũ khí cho Ukraine như một phần của cam kết đã hứa. Trong khi đó, Cố vấn Văn phòng Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak xác nhận Kiev đã thảo luận với các đối tác phương Tây về cuộc tấn công sắp xảy ra vào lãnh thổ khu vực Nga. Ông Podolyak tiết lộ, có một số việc cần phải được thực hiện với yếu tố bất ngờ, nhưng đó là cấp thấp. Chúng tôi đã có những cuộc thảo luận với các quốc gia đối tác, nhưng điều đó không được công khai. Washington đã nhiều lần tuyên bố rằng họ không liên quan đến cuộc tấn công của AFU vào khu vực Kursk. Ngày 13 tháng 8, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Veden Paten cho biết Mỹ không tham gia vào việc lên kế hoạch cho hoạt động này. Thư ký báo chí lầu năm góc Patrick Ryder cũng phủ nhận việc Mỹ chấp thuận cuộc tấn công của Ukraine và lãnh thổ Nga. Đồng thời, ông lưu ý rằng việc ký ép sử dụng vũ khí Mỹ trên lãnh thổ Nga nằm trong khuôn khổ chính sách do Mỹ thiết lập. Ngày 16 tháng 8, trợ lý Tổng thống Nga Nikolai Patrushev gọi những tuyên bố của chính quyền Mỹ về việc không liên quan đến cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine vào khu vực Kursk là dối trá. Ông giải thích rằng, nếu không có sự tham gia vào hỗ trợ trực tiếp của Washington, Kiev sẽ không mạo hiểm xâm nhập lãnh thổ Nga. Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Alexei Chepa cũng bày tỏ quan điểm tương tự. Mọi thông tin tình báo và chính sách vệ tinh đều chủ yếu từ Mỹ và các nước châu Âu, đó là máy bay Mỹ bay dọc biên giới. Vì vậy, thật nực cười khi nói rằng phương Tây không biết điều gì đó, có lẽ không phải ai cũng cần được thông báo. Ông Chepa nhấn mạnh, Mỹ tham gia tích cực vào việc lên kế hoạch tấn công khu vực giống như các nước NATO khác. Ukraine chỉ có thể điều chỉnh những chi tiết nhỏ của chiến dịch quân sự này. Báo chana.ua của Ukraine dẫn thông tin từ Bộ Tổng Tham Mưu AFU thông tin trong ngày 18 tháng 8 đã ghi nhận gần 100 cuộc đụng độ trên khắp tiền tuyến. Điểm nóng nhất vẫn là hướng Pokrovsky và đã có thông tin phía nga đã kiểm soát hoàn toàn ngôi làng chiến lược New York thuộc vùng Donbass ở miền đông Ukraine nhưng cần có thông tin kiểm chứng thực hiện trường. Bộ Tổng tham mưu AFU thông báo, trên lãnh thổ Ukraine, phía Nga đã tổ chức 3 cuộc tấn công tên lửa bằng 3 tên lửa, 64 cuộc không kích, thả 58 bom lượn KAB. Ngoài ra, Moscow đã sử dụng 463 UAV tự sát và thực hiện 2.668 cuộc tấn công vào các vị trí phòng thủ và dân sự của Ukraine. Cụ thể, trên hướng Kharkov, phía Nga đã 6 lần tấn công các vị trí ở khu vực Vokchan và Lipsov. Trận chiến ở Vokchan vẫn đang diễn ra. Quân phòng thủ Ukraine ở hướng Kharkov đã hạ gục và làm bị thương hơn 60 quân binh, phá hủy một xe tăng, một xe chiến đấu bọc thép, hai hệ thống pháo binh, 28 UAV tự sát, bốn xe dạ chiến và hai đơn vị thiết bị đặc biệt của quân đội Nga. Phía Nga cũng đã 8 lần tấn công các vị trí của Ukraine trên hướng Kupian. Gần các khu định cư Perestovoye và Stenmakovka, các đơn vị của lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lui 7 đợt tấn công. Trên hướng Liman, quân Nga đã tấn công hàng phòng thủ Ukraine 17 lần tại các khu vực Makeyevka, Nevsky, Grekovka, Novoegorovka và Diprova. Theo hướng Seversky, Moscow đã cố gắng đánh bật lực lượng phòng thủ khỏi các vị trí trong khu vực Spinoi, VMK và Presdeni, nhưng bất thành. Theo hướng Kramatos, binh lính Ukraine đã đánh bật 7 đợt tấn công gần Chasovya và Ivanovska. Theo hướng Torres, Việt Nga với sự hỗ trợ của hàng không đã tấn công các vị trí gần Seveni, Torres và Zeleny 14 lần. Hiện các cuộc giao tranh vẫn tiếp tục. Hiện tại, phía Nga tập trung tấn công ở hướng Pokrovsky. Trong ngày 18 tháng 8 đã ghi nhận 35 cuộc tấn công vào các vị trí Vodvizhenka, Miroliupovka, Novochoyevsky, Novogrodovka, Grodovka, Nikolaevka, Zelani và Zevetny. Nga đã mất 270 quân nhân, một xe tăng và 6 phương tiện chiến đấu bị phá hủy. Theo hướng Kurakovsky, quân phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi 4 nỗ lực tấn công từ phía Nga. Binh sĩ Moscow cũng cố gắng tiến đến Konstantinovka. Ở hướng Fremovsky, binh sĩ Nga đã cố gắng tấn công tuyến phòng thủ phía trước gần Uleda, giao tranh được ghi nhận chưa có kết quả. Theo hướng Tony Epper, các bên vẫn giữ nguyên vị trí. Báo Kiev Independent của Nga dẫn các thông tin từ chiến trường đăng tải, AFU tiếp tục phá hủy các cây cầu quan trọng tại khu vực Kurs. Tư lệnh không quân Ukraine Mykola Olechuk đã đăng tải đoạn video trên trang Telegram cá nhân miêu tả hoạt động không kích của AFU. Ông Olechuk viết, thêm một cây cầu nữa, Mặc dù không nêu chính xác vị trí của cây cầu, kênh Telegram Mas của Nga cho biết đó là một cây cầu bắc qua sông Seim gần làng Zavanoye. Báo cáo này cũng khẳng định rocket HIMARS do Mỹ viện trợ được sử dụng trong cuộc tấn công. Nếu được xác nhận, đây sẽ là cây cầu quan trọng thứ hai bị AFU phá hủy trong những ngày gần đây và sẽ tiếp tục cản trở khả năng tiếp tế của Nga cho quân đội trong khu vực giao tranh. Theo AFU, chiến dịch tấn công xuyên biên giới nhằm vào khu vực Kursk đã kéo dài 10 ngày. Kiev tuyên bố đã chiếm được 1.150 km vuông lãnh thổ và 82 khu định cư, bao gồm thị trấn Sút Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay ném bom chiến đấu Su-34 của Nga đã tấn công vào ban đêm bằng bom với mô đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh FAB-500 tại một điểm triển khai tạm thời và các xe bọc thép của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk thông báo cho biết, Phi hành đoàn của tổ hợp hàng không đa chức năng Su-34 của lực lượng hàng không vũ trụ đã tấn công vào ban đêm điểm triển khai tạm thời của một đơn vị lực lượng vũ trang Ukraine và các phương tiện bọc thép của lực lượng này ở khu vực biên giới của khu vực Kursk. Cần lưu ý rằng cuộc tấn công được thực hiện nhằm vào các mục tiêu kiên cố, được trinh sát của kẻ thù bằng cách sử dụng bom trên không hiện đại hóa với mô đun điều chỉnh và lập kế hoạch phổ quát. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, sau khi nhận được xác nhận từ tình báo rằng điểm triển khai tạm thời của đơn vị và các xe bọc thép của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị phá hủy, phi hành đoàn đã trở về sân bay khởi hành an toàn. Cơ quan này cũng công bố một đoạn video cho thấy máy bay cắt cánh và ném bom trúng mục tiêu. Trong khi đó, tờ The Times của Anh đưa tin quân đội Ukraine đang sử dụng máy bay không người lái do Anh cung cấp trong cuộc tấn công vào khu vực Kursk khiến dân thường thiệt mạng. Theo tờ báo, Anh cũng đang cố vấn chặt chẽ cho quân đội Ukraine. Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cho biết, các đơn vị quân đội Ukraine lúc 5 giờ 30, tức 9 giờ 30 theo giờ Việt Nam, ngày 6 tháng 8, tiến hành tấn công nhằm chiếm lãnh thổ ở khu vực Kurs. Bước tiến của chúng đã bị chặn lại. Ông nhấn mạnh hoạt động ở khu vực Kurs sẽ kết thúc với việc đánh bại kẻ thù và tái lập biên giới quốc gia. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga ngày 16 tháng 8, trong cuộc giao tranh ở Khương Cớs, quân đội Ukraine mất tới 2.860 quân nhân và 41 xe tăng. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố chế độ Kyiv thực hiện hành động khiêu khích và đang bắn bừa bãi, kể cả vào các mục tiêu dân sự. Putin cho rằng kẻ thù sẽ nhận được sự đáp trả xứng đáng, mọi mục tiêu mà Nga đặt ra sẽ đạt được ngày 19 tháng 8 theo ấn phẩm The Economist của Anh, trong bối cảnh không thể kìm hãm đà tiến của lực lượng vũ trang Nga ở Donbass, Ukraine đã quyết định tấn công vào khu Đây được xem là một nước đi táo bạo nhưng đầy nguy cơ nhằm giảm sức ép cho các vị trí của Ukraine tại mặt trận Donbass. Theo tạp chí The Economist, quyết định này là kết quả của sự tuyệt vọng và sự căng thẳng gia tăng trong hàng ngũ chính trị và quân sự của Ukraine. Theo các nguồn tin được tạp chí này trích dẫn, Ukraine không chỉ nhắm đến Kursk mà ban đầu còn có ý định tấn công cả khu vực Priyan. Mục tiêu của chiến dịch là phân tán lực lượng Nga dọc theo toàn bộ chiến tuyến, tạo điều kiện cho các lực lượng Ukraine tái bố trí và củng cố các vị trí ở Donbass. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine AFU Alexander Sisky được cho là đã dự kiến kế hoạch này, chỉ chia sẻ với một nhóm nhỏ các chỉ huy quân sự và tình báo cấp cao cùng Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky. Tờ The Economist viết, ông Zelensky từng đối mặt với nguy cơ bị cách chức do xung đột với cố vấn của Tổng thống Zelensky Andrei Yamak. Tuy nhiên, sau cuộc tấn công vào Kursk, vị thế của ông đã được củng cố trong quân đội Ukraine. Đáng chú ý, đồng minh phương Tây của Ukraine dường như không hề khai biết về kế hoạch lần này. Trước đó, phương Tây đã ngăn cản hai chiến dịch của ông Zelensky với một chiến dịch bị rào rỉ thông tin cho Nga và một chiến dịch khác bị yêu cầu hủy bỏ. Tuy nhiên lần này phương Tây đã đứng ngoài cuộc, không phản đối cuộc tấn công tại Kursk. Cuộc tấn công lớn vào Kursk bắt đầu từ ngày 6 tháng 8, khiến nga phải ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang tại khu vực này. Mối đe dọa tên lửa được báo động nhiều lần, các vụ pháo kích đã khiến hơn 140 người bị thương, trong đó có 10 trẻ em. Hơn 10.000 người dân tại khu vực biên giới phải sơ tán đến các trung tâm lưu trú tạm thời. Theo Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi giao tranh đổ ra ở mặt trận Kursk, Kiev đã tổn thất hơn 3.460 binh sĩ, 50 xe tăng và 45 xe bọc thép. Chiến dịch vẫn tiếp tục khi các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine đang bị quân đội Nga áp đảo trên nhiều hướng. Trong phát biểu thường nhật vào cuối ngày 18 tháng 8 giờ địa phương, ông Zelensky cho biết quân đội Ukraine đã cho nổ tung cây cầu thứ hai trên lãnh thổ Nga cùng ngày việc phá hủy cây cầu bắc quan sông Seim ở vùng Kurs là một phần nỗ lực của Ukraine nhằm làm tê liệt công tác hậu cần của Nga. Trước đó hai ngày, Kiev cũng đạm phá một cây cầu khác trên sông này. Tư lệnh không quân Ukraine Mikolaiv Olechuk đăng trên mạng xã hội kèm hình ảnh cho thấy những đám khói bao phủ cây cầu. Không quân tiếp tục tước đi khả năng hậu cần của kẻ thù bằng các cuộc không kích chính xác, điều này ảnh hưởng đáng kể đến quá trình chiến đấu. Ông Zelensky cũng khẳng định sự hiện diện của Ukraine ở vùng Kursk đang mạnh mẽ hơn và bây giờ chúng tôi đang củng cố các vị trí. Ngày 18 tháng 8, nhóm quan sát Deep State của Ukraine tin rằng Kiev đang tiếp tục chiếm thêm lãnh thổ ở vùng Kursk với sự xuất hiện của xe tăng của lực lượng này ở làng Onkovka, nằm cách thị trấn sút xa khoảng 20 km. Trước đó, Kiev đã tuyên bố giành quyền kiểm soát sút xa và lập văn phòng chỉ huy quân sự tại đây. Cuộc tấn công của Ukraine qua biên giới Nga cách đây hai tuần đã khiến Nga bất ngờ. Tuy nhiên, Moscow vẫn tiếp tục đẩy mạnh tấn công ở khu vực miền đông Ukraine. Ukraine dường như có nhiều mục tiêu trong cuộc tấn công. Một trợ lý của Tổng thống Ukraine cho biết cuộc đột nhập nhằm đảm bảo một quá trình đàm phán công bằng nếu có với Nga. Ngày 18 tháng 8, ông Zelensky nói rằng cuộc tấn công vào vùng Kursk nhằm tạo ra vùng đệm để ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo của Nga qua biên giới hãng thông tấn Ukraine Farm dẫn lời ông Zelensky nói, Giờ đây, nhiệm vụ chính trong các hành động phòng thủ của chúng ta nói chung là tiêu diệt càng nhiều năng lực chiến tranh của Nga càng tốt và phản công tối đa. Điều này bao gồm việc tạo ra vùng đệm trên lãnh thổ của kẻ xâm lược với chiến dịch của chúng ta ở vùng Kursk. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Ukraine tuyên bố rõ ràng mục tiêu của chiến dịch. Trước đây, ông đã gợi ý rằng kế hoạch này nhằm mục đích bảo vệ các cộng đồng ở khu vực giáp biên giới Sumy khỏi bị pháo kích liên tục. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa kêu gọi phương Tây cung cấp vũ khí tầm xa sau khi lực lượng của Kiev tiến hành chiến dịch đột kích vào tỉnh Kursk của Nga. Trong một thông điệp video vào ngày 17 tháng 8, ông Zelensky cho rằng việc quân đội Ukraine có thể sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công tầm xa và các mục tiêu trên lãnh thổ Nga là vấn đề chiến lược quan trọng nhất trong cuộc xung đột hiện nay. Tuần trước, ông Zelensky đã chỉ thị cho các quan chức và nhà ngoại giao Ukraine lập kế hoạch để thuyết phục các nước phương Tây dỡ bỏ hạn chế đối với việc sử dụng tên lửa viện trợ tấn công vào các mục tiêu bên trong nước Nga. Tuy nhiên, cho đến nay, các đồng minh vẫn chưa đưa ra quyết định cần thiết. Chìa khóa để sớm kết thúc xung đột, Ukraine đã đề nghị thủ tướng Anh Keir Starmer cho phép sử dụng tên lửa Storm Shadow để tấn công lãnh thổ Nga, khẳng định rằng vũ khí này sẽ đảo ngược cục diện cuộc xung đột. Trong các cuộc họp ở London vào tháng trước, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã từ chối yêu cầu của ông Zelensky về vấn đề này. Ukraine lại một lần nữa đưa ra đề nghị sau khi lực lượng của Kiev mở chiến dịch đột kích vào tỉnh Kursk hôm 6 tháng 8. Cố vấn của Tổng thống Zelensky, ông Mikhail Podolyak cho biết, nếu Anh nới lỏng các hạn chế về việc sử dụng vũ khí, điều này sẽ cho phép Ukraine gia tăng cường độ tấn công vào các mục tiêu quan trọng sâu bên trong đất Nga, từ đó đẩy nhanh quá trình kết thúc xung đột. Ukraine đã lập một danh sách các mục tiêu tiềm năng, bao gồm các sân bay, sở chỉ huy và tuyến tiếp tế của Nga. Các cuộc tấn công như vậy sẽ làm phức tạp thêm nỗ lực của Nga trong việc tiếp tế cho lực lượng phòng thủ của họ ở Kursk, cũng như việc thả bom lượn xuống các khu vực dọc tiền tuyến. Thực tế, Ukraine đã được cấp phép sử dụng một số vũ khí tiên tiến của phương Tây bên trong lãnh thổ Nga. Lực lượng Ukraine đã được phát hiện sử dụng chiếc xe tăng Challenger 2 của Anh hay hệ thống Khima S của Mỹ trong chiến dịch đột kích vào Kursk xe tăng Leopard của Đức cũng xuất hiện trong chiến dịch này. Tuy nhiên, cho đến nay, các nước phương Tây vẫn chưa đồng ý cho Ukraine thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa qua biên giới do lo ngại căng thẳng leo thang và lan rộng ra ngoài khu vực. Phương Tây ngần ngại khi Mỹ chưa bật đèn xanh Ông Brolyak nói với The Telegraph, Ukraine rất cần Anh cho phép sử dụng tên lửa hành trình Storm đầu để tấn công lãnh thổ Nga. Cố vấn của Tổng thống Ukraine cũng tiết lộ một phần chiến lược ngoại giao của Kiev khi nêu chi tiết cách các sở chỉ huy, co chứa tên lửa hành trình và sân bay quân sự của Nga nằm gần biên giới Ukraine sẽ bị nhắm mục tiêu trong các cuộc tấn công có hệ thống và quy mô lớn một trong những căn cứ không quân đó là Lipetsk, một trong những căn cứ không quân đó là Lipetsk, nơi Kiev đã nhiều lần tập kích bằng cách sử dụng UAV sản xuất nội địa. Tuần trước, các quan chức Ukraine tuyên bố đã phá hủy 700 quả bom lượn của Nga trong một cuộc tấn công. Sân bay này cách biên giới Ukraine ở khu vực Kursk của Nga khoảng 320 km. Ông Podolyak cho biết, Ukraine đã chứng minh được khả năng tiêu diệt hiệu quả các mục tiêu của Nga. Các cuộc tấn công như vậy hiện mới được thực hiện bằng các năng lực hiện có của Ukraine. Chúng là những hoạt động rất phức tạp và tốn thời gian. Theo ông, việc phương Tây cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow trên lãnh thổ Nga sẽ làm chậm đáng kể và làm phức tạp hậu cần của Nga, đồng thời buộc Moscow phải điều chuyển máy bay đến các sân bay cách xa tiền tuyến hơn. Ông Podolyak nói thêm, nếu ukraina có thể sử dụng Storm xa đầu trong các hoạt động như vậy chất lượng và số lượng các cuộc tấn công có thể tăng lên đáng kể các cuộc tấn công có hệ thống và quy mô lớn là một trong những chiều khóa để cuối cùng xoay chuyển cục diện theo hướng có lợi cho liên minh dân chủ ủng hộ ukraina Kiev đã gửi yêu cầu tới cả anh và pháp để thúc đẩy việc dỡ bỏ hạn chế đối với Storm xa đầu scab eg Ông Zelensky cũng đã nhiều lần yêu cầu Mỹ cho phép sử dụng tên lửa đạn đạo ATACMS do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga. Cho đến nay, các nước châu Âu vẫn ngần ngại hành động nếu không có thỏa thuận với Mỹ, trong khi đó, Mỹ vẫn chưa bật đèn xanh cho việc sử dụng vũ khí tầm xa do Washington cung cấp ở tỉnh Kursk. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ, Sabrina Singh, tuần trước thừa nhận rằng Washington vẫn lo ngại về sự leo thang liên quan đến các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine. Theo bản sinh, chiến dịch của Ukraine ở Kursk phù hợp với chính sách của Mỹ vì Kiev đang phòng thủ chống lại các cuộc tấn công từ bên kia biên giới. Tuy nhiên, Washington không ủng hộ các cuộc tấn công tầm xa. Bà Sinh không nêu rõ Ukraine được phép tấn công vào lãnh thổ Nga bao xa, nhưng phát biểu trên được cho là cấm Ukraine sử dụng ATACMS MS bên trong lãnh thổ Nga. Theo bà, chúng tốt hơn chỉ nên nhắm vào Crimea. Nga sát nhập bán đảo này của Ukraine vào năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý mà cả Kiev và phương Tây đều không công nhận kết quả. Theo đài RT của Nga, Tổng thống Lukashenko cho rằng Nga và Ukraine cuối cùng phải giải quyết các bất đồng thông qua đàm phán, nếu không cuộc xung đột giữa hai nước sẽ kết thúc với sự hủy diệt hoàn toàn Ukraine. Ông cảnh báo trên kênh truyền hình Russia 1, chúng ta phải ngồi vào bàn đàm phán và thảo luận các vấn đề, nhưng nếu tình hình tiếp diễn như ở vùng Kurs, đây sẽ là bước leo thang dẫn đến sự hủy diệt của Ukraine. Tổng thống Belarus lưu ý các bên có thể tái đàm phán dựa trên đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin sau các cuộc đàm phán hòa bình đã sụp đổ vào mùa xuân năm 2022. Mặc dù Nga đã nhiều lần tuyên bố nước này sẵn sàng đàm phán với Ukraine, nhưng gần đây Tổng thống Putin khẳng định bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào với Ukraine sẽ không thể diễn ra nếu các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và vàng nguy cơ với các nhà máy điện hạt nhân vẫn chưa chấm dứt. Tuyên bố của ông Putin được đưa ra trong lúc Ukraine tuyên bố các lực lượng nước này đến nay đã kiểm soát hơn 80 khu định cư trên khu vực rộng 1.150 km vuông ở vùng Kursk kể từ khi phát động cuộc tấn công bất ngờ qua biên giới vào ngày 6 tháng 8, cũng là cuộc tấn công lớn nhất của một quân đội nước này và lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến II với việc Kiev tuyên bố không quan tâm tới việc chiếm giữ những phần lãnh thổ Nga mà họ đã kiểm soát. Giới quan sát cho rằng các lực lượng Ukraine vẫn sẽ hiện diện trên các phần lãnh thổ Nga cho đến khi Kiev có thể đổi lấy thứ gì đó tốt hơn, chẳng hạn đạt được một thỏa thuận hòa bình. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết chính quyền của ông sẽ yêu cầu các đồng minh phương Tây thực hiện thêm những bước đi táo bạo để hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Kiev, coi Vương quốc Anh là quốc gia từng thể hiện vai trò lãnh đạo thực sự nhưng hiện đang tụt hậu. Trong bài phát biểu hàng ngày, ông Zelensky bày tỏ ý định sửa chữa tình hình khi các đồng minh phương Tây bị cáo buộc hạn chế năng lực tầm xa của Ukraine và ngăn cản Kiev sử dụng toàn bộ vũ khí được tài trợ để hỗ trợ cho cuộc tấn công vào khu vực Kursk của Nga. Ông nói, khả năng tác chiến tầm xa của lực lượng chúng ta là câu trả lời cho tất cả những vấn đề quan trọng nhất, chiến lược nhất của cuộc chiến này. Ông hứa sẽ tăng cường công tác ngoại giao với Mỹ, Anh, Pháp và các đối tác khác để xóa bỏ mọi rào cản trong việc sử dụng vũ khí. Ông Zelensky tuyên bố: "Đặc biệt chúng ta đã thấy trong suốt cuộc chiến này rằng Vương quốc Anh đã thể hiện sự lãnh đạo thực sự về vũ khí, chính trị và hỗ trợ cuộc sống của xã hội Ukraine. Đây là điều phản ánh sức mạnh của Vương quốc Anh." Ông tuyên bố, chúng tôi sẽ nhấn mạnh vào nhu cầu cần có những bước đi táo bạo, những quyết định táo bạo. Chúng tôi cần những thứ thực sự thay đổi tiến trình của cuộc chiến, dẫn đến một nền hòa bình công bằng. Ám chỉ đến cái gọi là công thức hòa bình của ông mà Moscow đã nhiều lần bác bỏ là xa rời thực tế. Vào ngày 6 tháng 8, lực lượng Ukraina đã phát động cuộc tấn công lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ khi xung đột leo thang vào tháng 2 năm 2022. Các quan chức phương Tây đã ta ngợi và lên tiếng ủng hộ cuộc tấn công của Ukraina, nhưng phủ nhận mọi thông tin trước đó hoặc sự liên quan đến hoạt động này. Theo tờ The Times, một số binh lính tham gia vào cuộc xâm nhập vào khu vực Kursk đã được các chuyên gia quân sự Anh huấn luyện trong những tuần trước cuộc tấn công bất ngờ. Theo Sky News, lực lượng Ukraine cũng được cho là sử dụng xe tăng Challenger 2 của Anh bên trong khu vực Kursk của Nga. Bất chấp lời cầu xin của Kiev, chính phủ Anh được cho là đã từ chối cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow để hỗ trợ cuộc xâm nhập. Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey tuyên bố rằng anh đang cung cấp vũ khí cho Kiev để bảo vệ đất nước có chủ quyền của họ, đồng thời nói thêm rằng điều này không ngăn cản họ tấn công các mục tiêu ở Nga. Tuy nhiên, ông đã nêu rõ rằng anh sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc tấn công nào như vậy. Lực lượng của Kiev đã nhiều lần sử dụng tên lửa tầm xa do các đồng minh phương Tây cung cấp để tiến hành các cuộc tấn công bờ bãi vào Nga. Họ khẳng định rằng chính sách của họ cho phép Ukraine sử dụng Storm Shadow và các tên lửa tầm xa khác để tấn công bất kỳ khu vực nào mà Kiev tuyên bố chủ quyền, bao gồm cả Crimea, nhưng không phải là lãnh thổ Nga được quốc tế công nhận. Một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc đã nhắc lại trong tuần này rằng Mỹ cũng không cho phép quân đội Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của Mỹ để tấn công sâu vào Nga. you <laughs> Hãng thông tấn TASS ngày 18 tháng 8 dẫn nguồn tin từ cơ quan an ninh Nga cho hay lực lượng Ukraine đã tháo chạy khỏi các vị trí gần thành phố Pokrov, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine sau khi không thể cầm cự gần tuyến đường sắt cho khu vực. Nguồn tin nói, đối phương đã tháo chạy khỏi các vị trí gần Pokrov để sơ hở các vùng ngoại ô phía bắc và phía đông thành phố, đồng thời cho biết thêm rằng trước tình hình bất lợi, lực lượng Ukraine đã giảm tần suất sử dụng xe bọc thép và vũ khí hạng nặng, chủ yếu dùng máy bay không người lái UAV. Trước đó một ngày, kênh phân tích Deep State có mới liên hệ với quân đội Ukraine cho biết, Nga đã giành quyền kiểm soát làng Mykolaevka và tiến gần tới hai khu định cư khác, bao gồm Novozelandoye và Zelandoye. Cả ba địa điểm này đều thuộc huyện Pokrov và nằm gần thành phố Pokrov. Theo Deep State, hiện tại quân đội Nga đã tiến rất gần đến đường cao tốc dẫn tới thành phố Pokrov. Tờ Kiev Independent Ukraine cho biết Bokrov là trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine nhằm hỗ trợ các hoạt động chiến sự ở tỉnh Donetsk. Trong khi đó, theo ABC News, Bokrov còn là một trong những thành trì phòng thủ chủ lực của Ukraine. Nếu giành được quyền kiểm soát thành phố này, Nga có thể làm suy yếu khả năng phòng thủ và các tuyến đường tiếp tế của Ukraine, từ đó đến gần hơn với mục tiêu kiểm soát toàn bộ Donetsk. Theo Kiev Independent, chính quyền quân sự Pokrov đã kêu gọi người dân trong thành phố sơ tán ngay lập tức vì quân đội Nga chỉ còn cách ngoại ô thành phố khoảng 10 km. Đối phương, lực lượng Nga đang ở rất gần cộng đồng của chúng ta, rất gần thành phố Pokrov. Họ chỉ còn cách ngoại ô Pokrov hơn 10 km. Ông Sergei Dobryak, người đứng đầu chính quyền quân sự Pokrov phát biểu hôm 15 tháng 8. Các quan chức Pokrov cho biết thêm, thông qua một bài đăng trên Telegram, Quân Nga đang tiến tới với tốc độ rất nhanh, mỗi ngày trôi qua, thời gian để thu dọn đồ đạc cá nhân và rời đến những vùng an toàn hơn ngày càng ít đi. Theo ABC News, giới chức Pokrov hiện đang tổ chức các cuộc họp với người dân trên địa bàn để cung cấp cho họ thông tin chi tiết về khẩu cần trong quá trình di tản. Người dân Pokrov được cung cấp lưu trú tại miền Tây Ukraine, họ sẽ tạm thời ở trong các ký túc xá hoặc nhà riêng do chính quyền chuẩn bị. Hãng tin CNN Mỹ nhận định, trong nhiều tháng qua, Nga đã kéo căng hệ thống phòng thủ của Ukraine trên toàn bộ tiền tuyến, tìm cách giành quyền kiểm soát càng nhiều phần lãnh thổ càng tốt trước khi tân binh Ukraine và các lô vũ khí mới của phương Tây được đưa tới chiến trường. CNN cho hay, những thành quả mà Nga đạt được phần lớn đã gia tăng, bước tiến gần đây của họ về phía Pokrov đang khiến Ukraine và các đồng minh lo lắng. Thông tin về bước tiến của Nga tại Pokrov được đưa ra trong bối cảnh Kiev triển khai gần 12.000 quân tấn công xuyên biên giới và tỉnh Kursk của Nga, theo thống kê của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự Chính trị Nga, Tư tướng Ati Alaudinov ngày 14 tháng 8. ABC News cho biết, quân đội Ukraine đã tìm cách chuyển hướng tập trung quân sự của Nga ra khỏi tiền tuyến miền Đông bằng cách phát động cuộc đột kích táo bạo và Kursk. Tuy nhiên, thực tế đang đi ngược lại với mong muốn của Kiev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo Pokrov và các thị trấn lân cận khác ở khu vực Donetsk đang phải đối mặt với cuộc tấn công dữ dội nhất của Nga. Một lính trinh sát có mật danh Gusi thuộc lữ đoàn nhảy dù số 68 của Ukraine hiện đang làm nhiệm vụ bảo vệ thành phố Pokrov cho biết ngày càng nhiều lính bộ binh Nga tiến gần tới Bokrov giống như một làn sóng vô tận. Gusi nói, kể từ sau chiến dịch Kursk, tôi không nhận thấy bất cứ sự thay đổi nào. Người Nga vẫn đều đạn tiến hành chiến thuật tấn công bộ binh như trước đây. Họ đang di chuyển, họ đang tiến lên. Binh sĩ này đồng thời lưu ý rằng những quả bom mà Nga dội xuống khu vực đang phá hủy mọi hy vọng của Ukraine trong việc giữ vững thành phố. Theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine vào lúc 8 giờ sáng ngày 18 tháng 8, chỉ trong vòng 24 giờ trước đó, Nga đã phát động 46 cuộc tấn công theo hướng Pokrov để tìm cách bẻ gãy phòng tuyến của Ukraine tại đây. Vũ khí chủ lực được Nga sử dụng trong các cuộc tấn công này là máy bay ném bom và cường kích tấn công mặt đất. Bình luận trên tờ New Voice of Ukraine ngày 17 tháng 8, chuyên gia quân sự Ukraine Denis Popovic cho biết, Lực lượng Nga đang hướng về Pokrov theo nhiều hướng khác nhau. Các trận chiến giành Grodoka, một khu định cư khác theo hướng Pokrov, đang bắt đầu. Đáng lưu ý, theo vị chuyên gia, bước tiến của Nga theo hướng Pokrov khiến giới chức Ukraine rất kinh ngạc. Nếu chúng ta so sánh tốc độ tiến quân của họ thì hơn một tuần trước, trước khi bắt đầu chiến dịch Kursk, những khu định cư như Krodokka, Novokrodokka xuất hiện ít hơn nhiều trong các cuộc đối thoại của chúng ta. Nhưng bây giờ chúng ta đã thấy rõ một điều là đối phương đang tiến lên. Ông Popovic nói. Theo ông, mục tiêu hiện tại của Nga là cắt đứt đường cao tốc Pokrov, Konstantinovka vì tuyến đường này đóng vai trò rất quan trọng đối với toàn bộ vòng cung Donetsk. Trong khi đó, theo nhà khoa học chính trị Ukraine Andrei Zolotarev, lực lượng bảo vệ Pokrov bối rối không hiểu tại sao chính quyền Kiev lại điều lực lượng tấn công tỉnh Kursk của Nga thay vì tiếp ứng cho các nhóm quân đang trong tình thế thảm khốc ở mặt trận miền Đông. Ông Zolotarev cho hay, để mất Pokrov có thể gây ra khẩu quả nghiêm trọng không chỉ về mặt quân sự mà còn về mặt kinh tế. Mất những mỏ khai thác cuối cùng ở Pokrov, ngành luyện kim của Ukraine có thể buộc phải dừng lại. Nói cách khác, Pokrov có thể trở thành đòn kết liễu đối với ngành luyện kim của Ukraine. Theo vị chuyên gia, những bức xúc của các binh sĩ Ukraine tại Pokrov là hợp lý. Nếu Ukraine có các lữ đoàn được huấn luyện tốt, được trang bị đầy đủ hệ thống tác chiến điện tử, máy bay không người lái với số lượng đủ lớn, thì tại sao lại không tăng cường phòng thủ theo hướng Pokrov? Vị chuyên gia đặt câu hỏi tại sao họ chính quyền Kyiv không hỗ trợ phòng thủ theo hướng Pokrov nơi tình hình thực sự đang rất rất tệ. Hai tuần sau cuộc xâm nhập bất ngờ vào Nga, Ukraine dường như vẫn đang vật lộn để cân bằng giữa việc giành quyền kiểm soát lãnh thổ của Nga với việc để mất địa bàn ở trung tâm mặt trận phía đông thuộc vùng Donetsk. Cuối tuần qua, Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Sinsky tuyên bố lực lượng của nước này đang tiến lên hai dặm mỗi ngày trong đất Nga, nhưng lực lượng của Nga đã tiến thêm khoảng 3 dặm trong tháng này, trong bối cảnh Nga tập trung cho nỗ lực giành quyền kiểm soát trung tâm Pokrov. Trong suy nghĩ của nhiều người Ukraine, hai cuộc tấn công liên quan chặt chẽ với nhau và vẫn chưa thể chắc chắn kết quả cuối cùng sẽ ra sao. Ukraine chờ đợi Nga sẽ chuyển lực lượng đáng kể từ mặt trận miền Đông về bảo vệ Kursk. Tuy nhiên, Hannah Seles, nhà nghiên cứu cấp cao của Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu, cho biết dù cuộc tấn công táo bạo của Ukraine đã diễn ra tốt hơn mong đợi, nhưng thực tế là Nga có vẻ đã không điều chuyển lực lượng khỏi sườn phía đông như mong đợi tuần trước viện nghiên cứu chiến tranh tại mỹ cho biết chỉ có một số thành viên thuộc các đơn vị không chính quy của nga được điều về cus và điện kremlin có thể sẽ không rút các đơn vị chiến đấu khỏi các khu vực ưu tiên trong đó có pokrov Ngày 16 tháng 8, Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Ukraine sử dụng tên lửa Khima-S của Mỹ để phá hủy một cây cầu chiến lược ở phía bắc Kluskovo thuộc tỉnh Kursk, cách biên giới khoảng 11 km. Động thái có thể dẫn đến việc cắt đất một phần lãnh thổ của Nga dọc theo tiền tuyến đến phía tây nam của ngôi làng. Trong khi đó, tại Pokrov, giới chức địa phương đang xúc tiến việc sơ tán dân thường. Ông Serhiy Dobryak, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố, cảnh báo các lực lượng Nga gần như đã áp sát và nguy cơ đang gia tăng. Một năm trước, Pokrov được coi là nơi đủ an toàn để các nhà báo và nhân viên cứu trợ có thể ở lại qua đêm. Đường bộ và đường sắt tại đây kết nối thành phố trung tâm Dnipro với Kramatorsk và Slovian. Việc Nga giành được Pokrov sẽ cắt đôi Donetsk. Có nhiều tin đồn, đại tá Emin Iskulov, vị chỉ huy nổi tiếng của lưỡng đoàn 80 của Ukraine, bị cách chức vào cuối tháng 7 vì ông phản đối kế hoạch tấn công vào Nga, vì không chắc đơn vị của ông có đủ sức mạnh để thực hiện nhiệm vụ này. Vào thời điểm đó, nhiều người thuộc lưỡng đoàn công khai kêu gọi phục chức cho ông, nhưng không thành công. Tình báo Estonia cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy Moscow đã tập hợp đủ lực lượng để phản công toàn diện ở tỉnh Kursk và phản ứng của họ vẫn chưa được phối hợp tốt, có lẽ là để ưu tiên nhiệm vụ ở Donbass. Tuy nhiên, ngày 17 tháng 8 đã có dấu hiệu về hành động đáp trả của Nga. Một tên lửa đạn đạo phát nổ ở trung tâm Sumy, thành phố của Ukraine gần nhất với tỉnh Kursk của Nga. Các video cho thấy cảnh tượng hỏa hoạn và những chiếc ô tô bốc cháy. Tờ Investia Nga ngày 18 tháng 8 đưa tin, chỉ trong vòng 24 giờ qua, nhóm quân phía Tây của Nga đã giành quyền kiểm soát 40 cứ điểm của lực lượng vũ trang Ukraine, cờ Nga đang ổ ạt được kéo lên. Ông Ivan Bikma, người đứng đầu trung tâm báo chí của nhóm quân phía Tây cho biết, nhờ các hoạt động chiến đấu tích cực, các đơn vị súng trường cơ giới của nhóm quân phía Tây đã củng cố và cải thiện được vị trí dọc chiến tuyến, đồng thời giành quyền kiểm soát 40 cứ điểm của đối phương. Cũng theo ông Bigma trong khoảng thời gian đều trên, lực lượng Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu 11 tàu súng cối của Ukraine, đồng thời triển khai tên lửa không dẫn đường tấn công vào một đơn vị chiến đấu của lưỡng đoàn cơ giới số 44 Ukraine tại làng Kupiansk ulovaya Bigman nói, kết quả là 45 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và hai xe quân sự bị phá hủy. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, bất chấp động thái khiêu khích quy mô lớn của Ukraine, quân đội Nga vẫn tiếp tục tấn công lực lượng Ukraine ở tiền tuyến miền Đông và nhịp độ tấn công đã tăng 50% kể từ khi Kiev phát động cuộc đột kích vào Kursk. Theo tạp chí Newsweek Mỹ, một số nhà phân tích cho rằng việc để Ukraine dễ dàng tiến vào Kursk chỉ là một cái bẫy của Tổng thống Putin dành cho ông Zelensky, mục đích nhằm khiến các lữ đoàn Ukraine tổn thất nặng nề và để lộ sơ hở lớn ở tiền tuyến miền Đông. Bộ Quốc phòng Nga ngày 18 tháng 8 cho biết, kể từ khi bắt đầu chiến dịch Kurs, Ukraine đã thiệt hại 3.460 binh sĩ, 50 xe tăng, 25 xe chiến đấu bộ binh, 45 xe bọc thép triệu quân, 262 xe thiết giáp loại khác, 115 xe mô tô, 5 hệ thống tên lửa đất đối không, 7 hệ thống phóng loạt MLRS, 25 hệ thống pháo dã chiến, 4 trạm tác chiến điện tử, 4 xe kỹ thuật, trong đó có một xe chống chướng ngại vật và một xe cỡ mìn. Song song với việc tăng cường nhịp độ tấn công ở tiền tuyến miền đông, tờ quân Journal VKSZ của Mỹ ngày 18 tháng 8 cho biết Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định điều chuyển 5.000 quân từ mặt trận ở Ukraine về phòng thủ cơ. Tuy nhiên, trong số này chỉ có đúng một lữ đoàn nhận lệnh điều chuyển từ mặt trận Donetsk, nơi tập trung lực lượng tấn công chủ lực của Nga. Các lữ đoàn khác được rút từ những khu vực ít quan trọng hơn trên tiền tuyến hiện nay. Ngoài điều chuyển quân từ tiền tuyến Ukraine, theo hãng tin CNN Mỹ, Nga cũng bắt đầu đưa quân từ quân khu Leningrad và Kaliningrad tới Kursk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Ukraine đang lên kế hoạch tấn công vào nhà máy điện hạt nhân ở Kursk. Cơ quan này đồng thời cảnh báo sẽ có phản ứng cứng rắn đối với bất cứ cuộc tập kích nào nhằm vào địa điểm đó. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố nếu Kiev tiến hành kế hoạch nhằm gây ra thảm họa nhân tạo ở phần lục địa châu Âu này dẫn tới ô nhiễm phóng xạ trên diện rộng, họ sẽ lập tức phải chịu các biện pháp đáp trả quân sự và kỹ thuật quân sự cứng rắn. Mặc dù không nêu chi tiết biện pháp đáp trả, nhưng Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, bất cứ hành vi nào nhằm tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk cũng sẽ vi phạm nghị quyết Liên Hợp Quốc về chống khủng bố hạt nhân. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12 tháng 8 cảnh báo Ukraine sẽ nhận được sự đáp trả thích đáng đối với chiến dịch xâm nhập vào tỉnh Kursk nhằm phá hoại sự ổn định của Nga. Theo tờ Lenta ngày 18 tháng 8, Washington mới đây đã cảnh báo Ukraine về đòn đáp trả thảm khốc từ Nga đối với cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine và tỉnh Kursk, cũng như kế hoạch nhắm vào nhà máy điện hạt nhân trước đó hôm 15 tháng 8 người phát ngôn nhà trắng John Kirby nói Mỹ đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động di chuyển của quân đội nga trước nguy cơ Moscow phát động trả đũa Ukraine ông Kirby đồng thời thừa nhận Mỹ chưa thể đoán được nga sẽ đáp trả như thế nào chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden đồng thời tuyên bố rằng họ không được thông báo trước về kế hoạch tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine hiện Washington chưa cho phép Kiev sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm xa ATACMS do Mỹ cung cấp để tấn công Kursk Ngoài ra, WFSC dẫn lời quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, Washington không chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine về các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga vì không muốn Moscow và nghĩ họ có liên quan trong chiến dịch đột kích Kursk. Theo Newsweek, Ukraine bắt đầu chuẩn bị cho phản ứng lớn từ Nga khi quân ép tiến sâu hơn vào tỉnh Kursk. Một nguồn tin quốc phòng cấp cao của Ukraine cho hay, Nga cảm thấy họ cần phải đưa ra một phản ứng cứng rắn, một điều gì đó to lớn để chứng minh với thế giới rằng việc tấn công Kurs sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt. Trong khi đó, ông Daniel Davis, cựu sĩ quan quân đội Mỹ, cảnh báo rằng, gấu Nga đã thức dậy, tôi nghĩ các bạn đã kiểu rõ điều gì sẽ xảy ra khi con gấu này tỉnh giấc. Trả lời trang tin news.ru, Thiếu tướng không quân anh hùng Nga Sergei Lipovoy cho rằng, Nga có thể tấn công vào các trung tâm ra quyết định, bong kè, khẩm trú ẩn và các trụ sở mà ban lãnh đạo Ukraine, thậm chí cả các tướng lĩnh và huấn luyện viên quân sự NATO đang ẩn náu. Tư lệnh không quân Ukraine Mykola Olechuk thông báo trên Telegram hôm 18 tháng 8, ở gương Kursk, Thêm một cây cầu nữa bị phá hủy, không quân Ukraine tiếp tục tước đi khả năng chi viện của đối phương bằng các cuộc không kích chính xác, ảnh hưởng đáng kể tới tiến trình của các cuộc giao tranh. Ông Oleg Chuk cũng đăng một đoạn video cho thấy đám mây lớn bốc cháy lên từ một vụ nổ trên cây cầu chiến lược bắc qua sông Seim ở khu vực Kursk của Nga và một trong những đoạn cầu bị phá hủy. Trước đó hai ngày, lực lượng Ukraine đã phá hủy một cây cầu khác bắc qua sông Seim. Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ukraine đã sử dụng tên lửa phương Tây để thực hiện cuộc tấn công này, có khả năng là tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất. Việc phá hủy các cây cầu ở Kursk là một phần trong nỗ lực làm tê liệt năng lực hậu cần của Nga ở khu vực này. Theo các blogger quân sự Nga, sau khi đột kích vào Kursk, lực lượng Ukraine tìm cách phá hủy các tuyến đường, cây cầu trong khu vực nhằm làm gián đoạn tuyến đường khuyết mạch của Moscow. Roman Anjokin, cố vấn cho quyền thống đốc tỉnh Kurs và là một blogger quân sự, cũng cho hay lực lượng Ukraine đang nhắm mục tiêu vào cầu Svanoe, cách Kluskovo khoảng 7 km nhằm mở rộng quyền kiểm soát ở tỉnh Kurs. Tổng thống Volodymyr Zelensky phát biểu vào tối ngày 18 tháng 8. Hoạt động của chúng tôi ở khu vực Kursk đang gây ra tổn thất cho quân đội Nga và nhà nước Nga, cũng như ngành công nghiệp quốc phòng và nền kinh tế của họ. Theo ông Zelensky, sự hiện diện của lực lượng Ukraine ở Kursk đang trở nên mạnh mẽ hơn và bây giờ chúng tôi đang củng cố các vị trí của mình. Ông Zelensky cảm ơn các lực lượng Ukraine tham gia vào hoạt động ở Kursk và ở mặt trận phía đông, đồng thời kêu gọi các đồng minh đẩy nhanh việc cung cấp viện trợ quân sự như đã cam kết. Ông Zelensky nhấn mạnh, về việc chuyển giao hàng viện trợ tới các đối tác của chúng tôi cần phải đẩy nhanh tiến độ, chúng tôi đã kêu gọi rất nhiều, chiến tranh không có ngày nghỉ, Nhóm giám sát Deep State của Ukraine hôm 18 tháng 8 cho biết, Kiev đang đạt được thêm nhiều bước tiến ở khu vực Kursk và chia sẻ hình ảnh được cho là xe tăng của lực lượng phòng vệ Ukraine ở làng Onkopka, cách thị trấn Sutsa ở Kursk khoảng 20 km về phía bắc. Lực lượng Ukraine tuyên bố kiểm soát sút sau khi tiến hành cuộc đột kích xuyên biên giới vào lãnh thổ Nga hồi đầu tháng, đồng thời thiết lập một văn phòng chỉ huy quân sự Ukraine tại khu vực này quân đội Ukraine thông báo đã kiểm soát hơn 80 khu định cư trên diện tích 1.000 km vuông lãnh thổ Nga. Lực lượng Kiev cũng tuyên bố bắt giữ hàng loạt tù binh Nga. Nga đã kêu gọi người dân sơ tán khỏi những khu vực đang diễn ra giao tranh. Người đứng đầu quận Korenevsky ở vùng Kursk, Marina Detyareva, kêu gọi người dân không quay trở lại sau khi đã rời khỏi khu vực này. Bà Detyareva nhấn mạnh. Tình hình giao tranh trên lãnh thổ của chúng ta vẫn còn phức tạp, một số công dân vẫn tìm cách trở về nhà, do đó cản trở công việc của quân đội. Cho đến nay, việc trở về khu vực này là điều cần tránh đối với người dân địa phương và đôi khi dẫn đến những thảm kịch khủng khiếp. Theo tạp chí Forbes ngày 17 tháng 8, Ukraine đang có phần liều lĩnh, trả giá đắt cho việc tấn công và chiếm đóng lãnh thổ Nga tại vùng cất. Để kiểm soát phần lãnh thổ Nga rộng 520 km vuông và rằng co thêm 900 km vuông khác với lực lượng của Moscow. Kiev đã phải huy động một lực lượng quân tương đối lớn, khoảng 6 lữ đoàn, nhiều tiểu đoàn độc lập và các đơn vị hỗ trợ khác. Con số này được xem là cực kỳ lớn trong bối cảnh quân đội Ukraine cũng đang phải dàn rất mỏng lực lượng để tranh giành với quân Nga từng tốc đất trong lãnh thổ được thế giới công nhận của nước mình. Tình thế có vẻ bi quan hơn khi con số thiệt hại vật chất Ukraine nhận được tăng vọt từ ngày 6 tháng 8, thời điểm Kiev mở chiến dịch tiến công vùng cấp Theo nhóm Oric, đơn vị chuyên thống kê thiệt hại vật chất mà Nga và Ukraine hứng chịu. Trong toàn bộ cuộc xung đột Nga-Ukraine, từ cuối tháng 2 năm 2022 đến nay, trung bình mỗi ngày, quân đội Ukraine mất một xe tăng và ba phương tiện cơ giới bộ binh. Tuy nhiên, khoảng từ ngày 6 tháng 8 đến nay, thời điểm Ukraine xâm nhập và tấn công vùng cốt của Nga, con số này đã tăng vọt lên mức 4 xe tăng và 41 phương tiện cơ giới bộ binh mỗi ngày. Nói cách khác, Ukraine đang nhận thiệt hại gấp 4 lần về xe tăng và 14 lần về xe bộ binh. Không chỉ về lượng, thiệt hại trên còn khá tài hại về chất. Ngày 11 tháng 8, một đơn vị vận hành máy bay không người lái drone của quân đội Nga đăng video cho thấy đã thả đạn tuần kích lan xét nhắm thẳng vào một xe tăng Challenger 2, dòng xe tăng chiến đấu chủ lực được Anh viện trợ cho Ukraine hồi năm 2023. Hình ảnh được cung cấp sau đó cho thấy chiếc xe tăng này bị tiêu diệt hoàn toàn Chiếc Challenger 2 bị trúng đạn thuộc Lữ đoàn Tấn công Đường 082, đơn vị duy nhất được biên chế dòng xe tăng này. Đây mới chỉ là chiếc Challenger 2 thứ hai do anh hỗ trợ được xác nhận bị tiêu diệt. Không chỉ Challenger 2, các cuộc tấn công của Nga nhằm vào lữ đoàn này cũng bị tiêu diệt nhiều xe chiến đấu bộ binh Stryker do Mỹ sản xuất. Forbes nhận định việc Ukraine sẵn sàng đánh đổi các vũ khí hiếm và giá trị do phương Tây cung cấp cho thấy tầm quan trọng giới lãnh đạo nước này đặt ra cho chiến dịch quân sự tại Cớt. Nhà phân tích Sony Askola Phần Lan nhận định, theo dõi các tuyên bố của giới chức Ukraine và thực tế chiến trường, ta ngày càng thấy rõ Ukraine đang muốn thiết lập một vùng đệm ở Cớt, đồng thời dành thêm lợi thế cho những cuộc đàm phán tiềm năng. Tuy nhiên, càng đánh sâu, quân đội Ukraine nói chung và lữ đoàn 82 nói riêng sẽ càng gặp khó khăn về mặt hậu cần. Việc tiếp tế lương thực, nhiên liệu và đạn dược sẽ càng phức tạp. Ông Jack Watling, nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Dịch vụ Thống nhất Hoàng Sa, London, Anh, cảnh báo đa tiến quân chiếm đất của Ukraine có hạn và sẽ có lúc trở nên quá sức. Điều này đồng nghĩa Ukraine sẽ cần sớm bắt đầu cố thủ để duy trì vị trí, chờ các hoạt động đàm phán. Viễn cảnh tốt nhất cho Ukraine là khi các lực lượng của họ cố thủ, quân đội Nga cảm thấy phải chiếm lại lãnh thổ cho bằng được và nhận tổn thất nặng nề. Tư lệnh không quân Ukraine Mikola Olechuk đăng trên Telegram ngày 18 tháng 8 kèm video ghi lại cảnh cây cầu tại tỉnh Kursk bị tập kích, để lại lỗ thủng lớn trên mặt cầu. Thêm một cây cầu bị xóa bỏ, lực lượng không quân tiếp tục tước đi khả năng chi viện của đối phương bằng các cuộc không kích chính xác. Cuộc tập kích của Ukraine chưa rõ thời điểm diễn ra, dường như nhắm vào cây cầu thứ hai bắc qua sông Seim gần làng Zivanoye, cách biên giới Ukraine khoảng 15 km về phía bắc. Ông Olechuk hôm 16 tháng 8 cũng đăng video tuyên bố Ukraine phá hủy một cây cầu gần thị trấn Gluskovo, bắc qua sông Sejim. Các blogger quân sự Nga nhận định việc hai cây cầu bị phá khiến quân đội nước này có ít lựa chọn để vượt sông, chi viện hay tiếp tế cho lực lượng ở quận Gluskovsky. Nga chưa bình luận về sự việc. Moscow hôm 16 tháng 8 xác nhận một cây cầu bắc qua sông Sejim đã bị phá hủy, cáo buộc phương Tây hỗ trợ Ukraine thực hiện đòn tập kích này. Ukraine mở cuộc tấn công bất ngờ vào Kursk hôm 6 tháng 8, tuyên bố đã kiểm soát hơn 80 làng tại đây. Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 17 tháng 8 tuyên bố đang củng cố các vị trí tại Kursk, dấu hiệu cho thấy Ukraine sẽ bám trụ lâu dài trên đất Nga. Nga gọi chiến dịch của Ukraine là hành động khiêu khích lớn và tuyên bố sẽ đáp trả thích đáng. Bộ Quốc phòng Nga ngày 17 tháng 8 cho biết chiến dịch ở Kursk đã khiến Ukraine thiệt hại 3.160 binh sĩ và hàng trăm khí tài quân sự, trong đó có 3 pháo phản lực HIMA do Mỹ chế tạo. Ngày 17 tháng 8, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga công bố video tên lửa Iskander M tấn công phá hủy hệ thống tên lửa phóng loạt M270 ở tỉnh Sumy của Ukraine do phương Tây cung cấp cho Kiev. Từ đoạn video của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, có thể thấy thiết bị bay không người lái đã phát hiện được vị trí của bệ phóng M270 gần làng Bedrick thuộc tỉnh Sumy cách khu vực biên giới với tỉnh Cớt của Liên bang Nga khoảng 25 km. Sau đó, các lực lượng của Liên bang Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo phóng từ hệ thống Iskander M đánh trúng vị trí của M270, tạo ra một quả cầu lửa lớn, không chỉ phá hủy bệ phóng M270 mà còn tiêu diệt toàn bộ kíp điều khiển. Trước đó vào ngày 15 tháng 8, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã cho đăng tải một video toàn bộ quá trình phá hủy bệ phóng Hima ở tỉnh Sumy của Ukraine. Bệ phóng này cũng bị thiết bị bay không người lái của Liên bang Nga phát hiện và sau đó thì bị tên lửa đánh trúng khi đang tìm vị trí ẩn nấp, dẫn tới một vụ nổ lớn khiến mục tiêu biến thành một quả cầu lửa. Hôm sau, Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc quân đội Ukraine lần đầu sử dụng đạn dược do phương Tây sản xuất để bắn phá cơ sở hạ tầng dân sự tại tỉnh Cớt. Trong một phát biểu đưa ra ngày 16 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Kiev đã thực hiện một số cuộc tấn công khủng bố nhằm vào các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Liên bang Nga. Đặc biệt, theo bà Zakharova, lần đầu tiên tỉnh Kursk bị tấn công bằng tên lửa do phương Tây sản xuất, rất có thể là từ một hệ thống hima của Mỹ cung cấp cho Ukraine. Đài RT ngày 18 tháng 8 cho biết, vụ tấn công của Ukraine đã phá hủy hoàn toàn một cây cầu bắc qua sông Seim ở quận Gluskovsky thuộc tỉnh Kursk, khiến những nhân viên tình nguyện đang hỗ trợ người dân địa phương sơ tán thiệt mạng. HIMA là hệ thống tên lửa phóng loạt cơ động cao, chính thức được đưa vào phục vụ trong quân đội Mỹ vào năm 2005 sau một thập kỷ phát triển bởi nhà sản xuất Lockheed Martin. Vào cuối tháng 6 năm 2022, Bộ Quốc phòng Mỹ chuyển giao 4 hệ thống HIMA đầu tiên cho Ukraine. Trong khi đó, M270 là tiền thân của HIMA, cũng là hệ thống tên lửa phóng loạt, được phát triển vào giữa những năm 1970, có 12 ống phóng tên lửa đặt trên xe chiến đấu bánh xích Bradley. M270 đã được Mỹ, Anh và Đức cung cấp cho Ukraine kể từ mùa hè năm 2022. Cả hai hệ thống nêu trên theo RT đã được ca ngợi rộng rãi ở Ukraine như một loại vũ khí mạnh mẽ do khả năng thực hiện các cuộc tấn công tầm xa có độ chính xác cao. Nhưng nhiều hệ thống đã bị phía Liên bang Nga phá hủy.